Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp Động tiểu thuyết. Nguyên thần song xuyên. Bắt đầu mời lăng hoa chơi nguyên thần xuyên qua đến thế giới song song, sở phàm thu được song xuyên môn hệ thống. Không chỉ có thể đi tới đi lui thế giới hiện thực cùng ti đại lục, còn có mời ti đại lục nhân vật đến lam tinh làm khách. Chỉ cần mời thành công là có thể trở nên mạnh mẽ. Vừa mới bắt đầu coi như đứng đắn, nhưng theo nhân vật mời càng ngày càng nhiều, phong cách vẽ lệch lạc thần lý lăng hoa nguyên thần trò chơi này thật thú vị thật sự làm cho người ta nghiện phù ninh na đoạn này vũ đạo vừa hát vừa nhảy còn muốn ra cảm giác thật xấu hổ ăn dưa quần chúng vì cái gì trong trò chơi nhân vật sẽ xuất hiện ở trong hiện thực thế giới này là làm sao vậy à chẳng lẽ thiên lý xâm lấn mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt trước. Không không một hệ thống có phải hay không có chút quá già xấu, đi lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Địa tinh, tô thành, cửa hàng tiện lợi thất thiên. Đang ở vào bắt cá trạng thái sở phàm nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động không chớp mắt, giờ phút này khẩn trương đến sắp đổ mồ hôi. Bởi vì hôm nay đã là dạ lan dạ thiên hậu phục khắc cuối cùng một ngày, mà hắn cái này nghèo điểu ti cũng chỉ có tiểu bảo đảm. Ba một tiếng, hơn nửa ngày mới làm tốt tâm lý kiến thiết về sau, sở phàm rốt cục bắt đầu lần này mười liên rút. Bối cảnh trời xanh mây trắng quen thuộc, sau đó một đoàn quang mang màu lam từ trên trời giáng xuống, sau một khắc nổi lên kim mang nhàn nhạt. Đậu má, thật sự ra tiền rồi. Nhưng rất nhanh, sở phàm liền phát hiện sự tình có chút không đúng lắm. Bởi vì quang mang phát ra từ đại đội mười không ngờ tất cả đều là kim quang. Ta sẽ không nằm mơ chứ, điều này có thể sao? chết tiệt đây là muốn cá muối xoay người sao nhưng mà cao hứng không quá ba giây phanh một tiếng sở phàm bỏ ra số tiền lớn mua điện thoại di động tam tính hỏng rồi quả nhiên con người không thể quá đắc ý nhưng mà không nghĩ tới chính là ngay lúc này sở phàm trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo điện tử hợp thành âm chúc mừng chủ ký sinh thức tỉnh nguyên thần khách trọ hệ thống hệ thống đang khởi động hệ thống khởi động thành công nếu không là hiện tại trường hợp không thích hợp sở phàm nhất định sẽ hưng phấn la to hệ thống ngươi rốt cục xuất hiện ngươi biết ta chờ ngươi có bao nhiêu khổ sao sở phàm lập tức bắt đầu xem xét hệ thống giới thiệu nguyên thần khách trọ hệ thống có thể mời nguyên thần bên trong tất cả mọi người trở thành ký chủ khách trọ công năng tại ngẫu nhiên hoặc chỉ định một vị nhân vật sau ký chủ xuyên qua tới tivat đại lục đối nhân vật tiến hành mời mời thành công sau ký chủ có thể đạt được điểm tích lũy cùng với khen thưởng nhắc nhở hệ thống sẽ căn cứ ký chủ mời khó khăn trình độ tiến hành đánh giá độ khó càng cao đạt được khen thưởng càng phong phú nhắc nhở điểm tích lũy có thể tại hệ thống thương trường đổi lấy các loại muốn vật phẩm hoặc năng lực vật phẩm căn hộ nguyên thần một năng lực tạm thời không có điểm tích lũy tạm thời không có nhìn trong tay báo hỏng tam tính điện thoại di động sở phàm giờ phút này nội tâm không hề dao động chỉ là một cái điện thoại di động ba giới mà thôi hiện tại tôi mới không để vào mắt bằng vào hệ thống gia trì không cần bao lâu thời gian chính mình liền có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong bạo xào bạch phú mỹ ngẫm lại liền làm người ta tâm thần kích động a à. vừa vặn lúc này tan tầm thời gian đến sở phàm tại vân tay trên máy quẹt thẻ sau đó liền tan tầm hắn hiện tại khẩn cấp muốn trở lại nhà của mình chính xác mà nói là trở về nguyên thần nhà trọ sau khi về đến cửa nhà sở phàm sững sờ đứng tại chỗ chỉ thấy trước đó cha mẹ lưu lại nhà cũ hiện tại súng chim đổi pháo trực tiếp biến thành cao cấp nhà trọ mấu chốt nhất chính là tất cả mọi người không có nhận thấy được dị thường giống như nơi này vốn là có như vậy một tòa nhà trọ nhà trọ nguyên thần bốn chữ to treo cao trên cửa nhà trọ đơn giản rõ ràng cái này còn nói cái gì hệ thống ít. Thu liễm tâm thần tiến vào nhà trọ, sau đó tiến vào thang máy, dựa theo hệ thống nhắc nhở đi tới phòng 69. Tích. Một tiếng vang lên. Cửa phòng mở ra. Sau khi mở cửa, xuất hiện ở trước mắt chính là bố cục khiêm tốn xa hoa có nội hàm, tuyệt đối là căn phòng hoàng mỹ người gặp người yêu. Đinh. Ký chủ hiện tại có mời vị khách trọ thứ nhất hay không? hệ thống nhắc nhở âm cắt đức sở phàm trong đầu thiên mã hành không sở phàm không có chút chần chờ nói nhất định vừa dứt lời trong đầu sở phàm xuất hiện một cái lựa chọn biên giới mời ký chủ lựa chọn ngẫu nhiên hoặc chỉ định hình thức suy nghĩ một chút cuối cùng hắn vẫn quyết định mời ngẫu nhiên chính mình sống này đến một cái huyền học đã lựa chọn hệ thống ngẫu nhiên hình thức đinh lựa chọn thành công sau đó trên màn hình chậm rãi ngưng kết ra một đạo tiêu chí nguyên tố. Băng hệ sao? Sở phàm nhận ra dấu hiệu này, trong lòng đã bắt đầu chờ mong. Dù sao mọi người đều biết, mỹ nhân băng hệ không ít, hơn nữa còn là hộ nuôi chó. Cũng không biết vị khách trò đầu tiên này sẽ là ai đây. Sau khi hình ảnh chuyển biến, một bàn cờ xuất hiện trên màn hình. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm dễ nghe truyền vào trong tai sở phàm tàn cục huynh trưởng đại nhân lưu lại quả nhiên không tầm thường, rốt cuộc nên đi như thế nào đây? Sở phàm hô hấp nhất thời dồn dập lên, bởi vì nghe được thanh âm này hắn đã nghe ra là ai? Hình ảnh tiếp tục chuyển động, trong hình xuất hiện một thiếu nữ tóc bạc đang quỳ bên cạnh bàn cờ. Thiếu nữ phong thái trác tuyệt, khí chất bất phàm. Ngũ quan tinh xảo, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Thời tiết hôm nay thật không tệ. Sau khi hạ quân cờ, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe miệng lộ ra nụ cười nhu hòa. Dĩ nhiên là lăng hoa trong thần. Xác minh chính mình trong đầu phỏng đoán, sở phàm thì thào tự nói giống như hô lên thiếu nữ tên. Hắn không nghĩ tới vị mục tiêu mời đầu tiên lại ngẫu nhiên đến vị công chúa cò trắng này. Bất quá nghĩ lại, sở phàm cảm thấy đây chưa hẳn không phải là một tin tức tốt. Dù sao lăng hoa tính tình ôn hòa, mời cũng không quá khó khăn. Vừa nghĩ như vậy, sở phàm lập tức đối với hệ thống hô hệ thống mau khởi động đi nhân vật đã tập trung địa điểm ở tại thần lý ốc phô cảnh báo hạ cánh tọa độ hơi có sai lệch mời ký chủ làm tốt trong lòng chuẩn bị sở phàm vừa xác nhận khởi động chợt nghe được hệ thống cái này lão lục vào lúc này cho mình tới một câu như vậy hắn là trăm triệu lần không nghĩ tới cái hệ thống này thời điểm mấu chốt vậy mà rơi dây xích được 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 chơi với tôi cái này đúng không ai u uy? sau một trận hào quang hiện lên sở phạm tốt xấu gì cũng dùng phương thức hạ cánh trước hắn một bên đứng dậy một bên xoa cái mông của mình cùng lúc đó còn đang hướng bốn phía quan sát cho đến lúc này mới phát hiện mình rơi vào trên một mảnh cỏ địa phương không xa có một mảnh kiến trúc liền hành lang phong cách anh hoa quốc đây là tới tivat đại lục đó chính là nhà của thần sao một trận gió nhẹ thổi qua trong không khí không đơn thuần là tràn ngập hương thơm cỏ xanh còn xen lẫn những mùi thơm khác này ngươi từ đâu tới là ai sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây lúc này sở phàm đang nhắm mắt cảm thụ đột nhiên một đạo thanh âm quát lớn cắt đứt hắn hắn nghe vậy mở to mắt phát hiện một cái thủ vệ tay cầm đại đao đồng thời vẽ mặt cảnh giác nhìn mình sở phàm thấy thế vội vàng giơ hai tay lên nghiêm trang nói thủ vệ đại ca, ta nói ta là từ thế giới khác xuyên qua tới ngươi tin không? Thủ vệ nghe vậy cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại tặc nhân lá gan lớn cũng thì thôi, vậy mà còn đem người khác đều cho là ngu ngốc, thật coi người khác nhìn không ra ngươi muốn tới trọng đồ. Dứt lời, thái đao bên hông đã bị hắn rút ra. Sở phàm lúc này cũng không quan tâm giải thích nữa, không chút do dự co cẳng bỏ chạy. Trải qua mấy cái chỗ rẻ, sở phàm trong lòng rất rõ ràng chính mình còn như vậy chạy xuống nhất định sẽ bị bắt được vì thế hắn linh cơ khẽ động nhanh chóng chui vào trong lùm cây thủ vệ đuổi tới nơi này thời điểm liền sở phàm bóng dáng cũng không phát hiện chỉ có thể đến địa phương khác đi lục soát giờ này khắc này trong lùm cây sở phàm đại khí cũng không dám thở một cái hệ thống có phải có chút quá lão lục hay không đi lên liền chơi thật cao thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không không hai thành công mời vị thứ nhất may mắn, thần bên trong. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tuy rằng nghe được thủ vệ đi về sau, nhưng sở phàm được trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm. Hắn rón rén đi lại trong bụi cây, muốn tìm một nơi an toàn hơn. Sau một khắc hắn nghe được một đạo thanh âm, lập tức làm cho hắn ngừng lại bẩm báo tiểu thư trong phủ xuất hiện tạc nhân thác mã tiên sinh cố ý phân phó xuống để cho chúng ta đến bảo vệ tiểu thư an toàn nghe thủ vệ báo cáo lăng hoa cũng không cảm thấy hoảng hốt chút nào nàng không nhanh không chậm hạ xuống quân cờ cuối cùng mở miệng nói các ngươi trở về nói cho thác mã tạc nhân đã trèo tường rời đi không cần lo lắng thủ vệ nghe vậy sửng sốt một chút sau đó mở miệng nói vậy chúng ta lập tức đi báo cho Tô Ma tiên sinh, lập tức phái người đuổi theo. Sau khi nói xong thủ vệ lui vài bước liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Sở phàm thở vào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc. Mình rõ ràng không ra ngoài, tại sao Lăng Hoa lại nói mình đã treo tường ra ngoài. Ngay khi đầu óc sở phàm bảo tác, thanh âm ôn nhuận như nước của Lăng Hoa truyền vào trong tai hắn. Vị bằng hữu trong bụi cỏ này có thể đi ra, ta tin tưởng ngươi cũng không phải người xấu ta kháo có chút xấu hổ a à? thì ra lăng hoa đã sớm phát hiện ra mình chỉ là sợ mình bị bắt cho nên đuổi thủ vệ đi tuy rằng dùng phương thức như vậy cùng lăng hoa gặp mặt thật có chút xấu hổ nhưng sợ phạm cuối cùng vẫn là đi ra lùm cây vẻ mặt hắn hơi ngượng ngùng nói xin chào lăng hoa ngươi gọi ta là gì đôi mắt xinh đẹp của lăng hoa mang theo vài phần tò mò phải biết rằng vợ gạo rất chú ý đến cách gọi. Giữa hai người thân phận địa vị có hay không chênh lệch trước không nói, Sở Phàm cùng Lăng Hoa hôm nay chính là lần đầu tiên gặp mặt. Cho nên dù nói thế nào đi nữa, gọi thẳng tên của nàng quả thật không phù hợp với lễ nghi của Inaba. Nhưng không biết vì sao, Lăng Hoa tuyệt không ghét Sở Phàm gọi tên mình. Nói sai, thật ngại quá, ta nói là thần lý đại tiểu thư, xin chào. Sở Phàm giờ phút này cũng phản ứng lại, lập tức sửa miệng nói. Ha ha! Lăng hoa dùng quạt che mặt, bật cười. Kỳ thật ngươi không cần phải câu nệ như vậy, chỉ là một loại xưng hô thôi, mời ngồi. Không hổ là thần tượng toàn dân được nhân dân lúa ngưỡng mộ, lăng hoa thật sự không có chút kiêu ngạo nào. Sửa sang lại một chút lá cây trên người mình, sở phàm quỳ xuống đối diện lăng hoa, chỉ là trong lòng vẫn mang theo vài phần bất an. Ta thấy ngươi ăn mặc cùng ngôn hành cử chỉ, Hẳn không phải là người vợ gạo, chẳng lẽ ngươi là từ quốc gia khác tới? Lúc này lăng hoa hai mắt lộ ra tò mò, đánh giá sở phàm từ trên xuống dưới. Sở phàm nghe vậy gãi gãi đầu nói. Ta xác thực không phải người vợ gạo, chuẩn xác mà nói không phải người của Ti Vác Đại Lục. Ồ, à, như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là ở cố hương sinh tồn không nổi, rơi vào đường cùng đi lên con đường này người đáng thương đâu. Sở phàm nghe vậy thiếu chút nữa té xỉu không ngờ Lăng Hoa lại nghĩ như vậy. Động tác nhanh nhẹn một chút, nhất định phải bắt được tên trộm kia, để hắn cắt bụng tự sát. Lại to gan lớn mật dám xông vào trong nhà, quấy nhiễu đại tiểu thư, phải để cho hắn chết. Nghe được bên ngoài thủ vệ ồn ào thanh, sở phàm phản xạ có điều kiện rụt rụt cổ. Hắn trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, nói với Lăng Hoa. Lăng Hoa, kỳ thật ta tới là muốn mời ngươi đến thế giới của ta làm khách mặc dù lăng hoa có thể cảm giác được sở phàm không phải người xấu nhưng đối với thân phận khách đến từ dị giới của hắn vẫn ông thái độ hoài nghi cái này thật không thể nói nàng trong mặt mà bắt hình dông mà là sở phàm vô luận thấy thế nào cũng không giống có vượt qua tinh hải thực lực làm khách chẳng lẽ anh có thể tùy ý dẫn người xuyên qua thế giới sao ánh mắt hồn nhiên của lăng hoa mang theo vài phần khiếp sợ sở phàm đối với cái này rất muốn nói nếu không phải bởi vì có hệ thống chính mình chính là một cái chiến ngũ tra mà thôi. Đang lúc hắn chuẩn bị giải thích, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân từ xa đến gần. Đại tiểu thư, gia chủ nói hôm nay muốn cùng đại tiểu thư ăn tối. Sở phàm nghe được thanh âm này lập tức liền nghe ra đây là thanh âm của thác mã. Nếu để cho Thomas ở chỗ này phát hiện mình, phỏng chừng phiền toái của mình sẽ lớn. Hắn cũng bất chấp giải thích với Lăng Hoa, vội vàng mở miệng nói. Lăng Hoa, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao tin tưởng ta liền nắm tay ta đợi đến địa tin sau này ngươi cái gì cũng sẽ hiểu địa tin sao nhìn bàn tay sở phàm trong lòng lăng hoa vẫn tràn ngập do dự nhưng ngay sau đó khi nàng nhìn thấy ánh mắt chân thành của sở phàm vẫn kìm lòng không đậu đưa tay qua trong nháy mắt một đạo quan mang lóe lên hai người biến mất ở thần lý ốc phô hả thật kỳ quái tiểu thư ra ngoài cái gì khi Thomas đi vào trong viện, phát hiện nơi này không có một bóng người, không khỏi nghi hoặc gãi gãi đầu. Mặc kệ trước, đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước đi. Tuy rằng cảm giác có chút nghi hoặc, nhưng Thác Mã cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Địa Tinh, căn hộ nguyên thần, trong phòng 69. Lăng Hoa mặc dù theo thói quen dùng quạt che khuất một phần khuôn mặt của mình, nhưng sự rung động trong ánh mắt làm thế nào cũng không che giấu được. Nơi này chính là Địa Tinh sao? cảm giác xuyên qua thế giới thật sự là quá kỳ diệu một khắc trước mình còn ở trong nhà mình một khắc sau liền đi tới thế giới khác phỏng chừng coi như là huynh trưởng đại nhân gặp phải loại tình huống này cũng sẽ thập phần kinh ngạc đi cô đánh giá bốn phía phát hiện trang trí trong phòng hoàn toàn khác với vợ gạo phần lớn những thứ này căn bản là chưa từng thấy qua cũng không rõ chúng dùng để làm gì đi lên mời thành công sở phàm giờ phút này cũng là vô cùng vui vẻ hắn cười lộ ra răng trắng của mình, mở miệng nói. Lăng Hòa, Hoa, hoan nghênh ngươi đi vào nguyên thần nhà trọ, trở thành ta vị thứ nhất dị thế giới bằng hữu. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên vào lúc này. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh thành công mời được Lăng Hoa trong thần. Tinh cấp bình định Tam tinh đạt được phần thưởng thức tỉnh băng nguyên tố lực. Đạt được khen thưởng. Điểm tích lũy 15 đạt được khen thưởng lưu kiếm thuật theo hệ thống nhắc nhở âm hạ xuống về sau, sở phàm liền cảm giác trong cơ thể mình nhiều ra một cổ trước nay chưa từng có lực lượng. Giờ khắc này hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình tâm niệm vừa chuyển, liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng băng nguyên tố. Mà lăng hoa lúc này cũng phát hiện trong cơ thể mình có một cổ lực lượng đang bắt đầu khởi động. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tăng lên không nhỏ. Điều này làm cho nội tâm của nàng cảm thấy tò mò, Nam nhân thần bí trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực không muốn người khác biết đây? Lăng Hoa à, vừa mới nhớ ra tôi còn chưa tự giới thiệu. Ta gọi Sở Phàm, năm nay 19 tuổi, chức nghiệp là 7 ngày cửa hàng tiện lợi nhân viên. Lăng Hoa nghe đến đó khẽ cười, người này thật thú vị. Có thể cùng thú vị như vậy thế giới khác người làm bằng hữu, nghĩ đến sau này cuộc sống nhất định rất đặc sắc đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không không ba chỉ là không nghĩ tới, ta lại là trong trò chơi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sở phàm, đây là cái gì a? À? Lăng Hoa nói xong chỉ vào sofa, dường như phát hiện ra một đại lục mới. Sở phàm nghe vậy đảo mắt nhìn lại, sắc mặt có thể thấy được đỏ lên. Nơi này lại có một cái gối chờ người, hơn nữa trùng hợp như vậy chính là của lăng hoa vốn lăng hoa cũng rất tò mò sở phạm cái này gì thế giới người tại sao lại nhận thức mình hiện tại trong lòng càng tò mò sở phạm lúc này lập tức làm ra vẻ giải thích ta cũng không rõ ràng lắm a à, rốt cuộc là ai đặt ở ta trên sofa thật là hắn vừa nói vừa ông gối chờ người đặt vào trong phòng ngủ của mình về phần đây là thao tác lẳng lơ gì hắn cũng nói không nên lời liền cảm thấy thứ này đặt ở phòng ngủ mới hợp lý. Lăng Hoa thấy thế che miệng cười, đi theo sở phàm vào trong phòng ngủ, bất động thanh sắc đánh giá một chút. Toàn bộ căn phòng vô cùng sạch sẽ không có mùi lạ, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Sở phàm, đây là cái gì vậy? Lăng Hoa chỉ vào máy tính trong phòng ngủ, tràn đầy tò mò. Sở phàm thấy thế cười một cái, thuận tay mở máy tính ra. Sau khi mở ra sở phàm mới phát hiện giấy dán tường máy tính cũng là lăng hoa, giờ khắc này hắn nghiêm trọng hoài nghi là hệ thống dở trò quỷ. Trong này cũng là ta. Mặc dù biết đây là một thế giới khác, nhưng từ đầu đến giờ, lăng hoa vẫn không nhìn được có chút kinh ngạc. Đúng vậy, thứ này chúng tôi đặt tên là máy tính, có rất nhiều chức năng thú vị. Nguyên thần, Login. Vừa nói, sở phàm một bên thói quen mở ra nguyên thần trò chơi này. Khi nhân vật bên trong chậm rãi hiện ra trước mắt Lăng Hoa, cô quả thực không thể tin vào mắt mình. Trong này là ta. Lúc trước vô luận là gối ông hay là giấy dán tường, đó đều là có thể lý giải. Nhưng trong máy tính chính mình trông rất sống động, ngay cả quần áo động tác đều hoàn toàn giống nhau. Cô nói không sai, nguyên thần là một trò chơi, thông qua trò chơi này tôi nhận ra Lăng Hoa. Đến đây đi, chính ngươi cảm thụ một chút nhìn thấy vẻ mặt lăng hoa trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng sở phàm chẳng biết vì sao có một loại cảm giác thành tựu khó hiểu. Sở phàm thân sĩ kéo ghế dựa cho lăng hoa, để cho nàng ngồi lên. Dạy bạch lộ công chúa chơi nguyên thần, đây thật sự là làm cho người ta trăm triệu lần không dám nghĩ a à. Cái này trước sau, hai cái này là tả hữu, dùng chuột. Sở phàm phi thường kiên nhẫn cùng lăng hoa giải thích một chút thao tác như thế nào. Lăng hoa ngồi nghiêm chỉnh, vừa nghe vừa gật đầu ngoan ngoãn như một học sinh giỏi nói chung sau khi giải thích xong lăng hoa tự mình bắt đầu cảm thụ một chút tuy rằng ngay từ đầu rất gượng gạo nhưng dưới sự dạy dỗ kiên nhẫn của sở phàm không bao lâu lăng hoa có thể tự mình thao tác không chỉ là thanh âm và hình dạng giống nhau ngay cả kiếm thuật của thần lý lưu cũng hoàn toàn giống nhau còn có người khâu khâu cùng với những người khác ngay cả thành đạo thê cũng hoàn toàn tương xứng thật sự là làm cho người ta bất ngờ Lăng Hoa cảm giác CPU của mình có chút không đủ dùng, mình lại ở thế giới khác điều khiển nguyên thế giới của mình. Cảm giác thế nào, có phải rất vui không? Lăng Hoa kinh ngạc gật đầu, sau đó đổi nhân vật sang Lăng Nhân. Lăng Hoa vừa đổi sang liền không nhìn được nở nụ cười, không nghĩ tới có một ngày có thể dùng góc độ như vậy quan sát anh trai mình. Sở phàm, tôi có thể nhìn những người khác một chút không? Lăng Hoa trong lòng càng thêm chờ mong vậy nhất định có thể a à. sở phàm thao tác mở ra nhân vật đồ giám nhất thời tất cả nhân vật đập vào mắt nơi này ngoại trừ huynh trưởng còn có tướng quân và thần tử đại nhân thậm chí còn có lữ khách và tiêu cung lúc này lăng hoa không rời mắt khỏi màn hình tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn cô phát hiện ra rằng trò chơi giống như một cuốn bách khoa toàn thư viết tất cả mọi thứ về lục địa ti vạt vào nó trong này hết thảy đều cùng mình biết giống nhau thậm chí còn có rất nhiều chính mình không biết bí mật ngay sau đó ánh mắt lăng hoa bỗng nhiên ảm đạm sở phàm rất nhanh liền cảm giác được mở miệng hỏi lăng hoa xảy ra chuyện gì sao lăng hoa nghe vậy lắc đầu mở miệng nói tôi không sao chỉ là không nghĩ tới tôi lại là nhân vật trong trò chơi không nghĩ tới tất cả đều là định trước là thế giới hư vọng nói thật trước khi lăng hoa nói câu này sở phàm chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ai nói không phải chứ, nếu có một ngày ngươi đột nhiên phát hiện, mình chỉ là một nhân vật trong trò chơi người khác chơi, ngươi khẳng định cũng không tiếp nhận được. Bất quá sở phàm có quan điểm của mình. Lăng hoa, ngươi có thể trước kia chưa từng nghĩ tới vấn đề này, kỳ thật trên thế giới này tồn tại vô số không gian khác nhau, vô luận là địa tinh hay là ti đại lục, đều là thế giới chân thật tồn tại. Chỉ tại thời điểm đặc biệt này, số phận đã cho chúng ta cơ hội gặp gỡ. Nếu như nói vận mệnh là nhất định, vậy ta tin tưởng đây hết thảy đều là an bài tốt nhất. Lăng Hoa nghe vậy ngẩn ra, chẳng biết tại sao nàng lại cảm thấy sở phàm đang phát sáng. Đúng vậy, tất cả đều là an bài tốt nhất. Ít nhất tại chính mình tại gặp phải sở phàm thời điểm, vận mệnh quỷ tích cũng đã xảy ra thay đổi. Sau một khắc nàng chuyển buồn thành vui, nhìn về phía sở phàm ngọt ngào cười nói cảm ơn ngươi sở phàm. Đối mặt này ngọt chết người không đền mạng tươi cười, sở phàm cảm giác trái tim của mình thùng thùng thẳng nhảy. Từ khi cởi bỏ khúc mắt, nụ cười trên khóe miệng lăng hoa vẫn không hề biến mất. Trong phòng ngủ, nàng ngồi ở nơi đó mê muội chơi trò chơi. Sở phàm thì ngồi ở một bên mê luyến nhìn lăng hoa xinh đẹp đến làm người ta giận sôi, trong lòng cảm thấy vô cùng an nhàn. Lăng hoa trên người có một cổ nhàn nhạt mùi thơm, lấy hai người hiện tại khoảng cách thỉnh thoảng sẽ chui vào sở phàm trong mũi điều này làm cho sở phàm cảm thấy hai má nóng lên cảm giác này quả thực là chính mình lớn như vậy tới nay hạnh phúc nhất thời gian trong lúc bất tri bất giác sắc trời trở nên ảm đạm lăng hoa mãi đến lúc này mới nhớ ra mình không phải ở nhà mà là đi tới một thế giới khác nghĩ tới đây nàng vội vàng đứng dậy giọng nói có chút lo lắng nói nguy rồi ta đã rời đi cả buổi chiều rồi thomas cùng đám thị vệ nhất định là sốt ruột sở phàm tuy rằng rất muốn lăng hoa ở lại nhưng hắn biết rõ hiện tại còn không thực tế vì thế hắn nói đừng gấp ngươi muốn trở về chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi ta dẫn ngươi xem phòng một chút sau đó ngươi tùy thời đều có thể tới anh nói em có thể tới đây bất cứ lúc nào thật tốt quá lăng hoa hiển nhiên cũng rất tò mò đinh nhân vật cố định thành công lăng hoa trong thần. Nương theo hệ thống điện tử hợp thành âm, lăng hoa cuối cùng là chính thức trở thành sở phạm trói định nhân vật một trong. Nhà trọ nói thật còn rất lớn, diện tích mỗi phòng bên trong cũng không thấp hơn 200 mét vuông, mỗi phòng bên trong có 4 phòng ngủ. Tuy rằng nguyên thần chung cư số lượng phòng đầy đủ, coi như là mỗi người một bộ đều đủ. Bất quá sở phàm cảm giác, hẳn là sẽ có không ít người lựa chọn thuê chung, mà không phải chính mình một mình ở tại một cái trống rỗng phòng ở. Đương nhiên, đây không phải là tuyệt đối. Tỷ như cái kia đội mũ kỳ quái, lại tỷ như cái kia cái gì tiên nhân, còn có. Quên đi, vẫn là không tra tấn bọn họ nữa. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không không bốn người muốn hỏi vì cái gì lăng hoa có thể mở ra? cái này sợ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Từ phong cách trang hoàng đến xem, phòng 69 cùng sở phàm chỗ ở phòng 96 vẫn là có nhất định khác biệt. Phong cách trang trí nơi này nhìn qua càng thêm tươi đẹp, màu sắc phối hợp cũng lớn mật hơn một chút. Đương nhiên trừ cái đó ra, những thứ khác đều giống nhau. Sau khi chọn phòng ngủ, Lăng Hoa cũng hiểu hôm nay mình nên rời đi. Chỉ là trước khi đi, Lăng Hoa nhìn qua có chút muốn nói lại thôi sở phàm. Nhìn thấy lăng hoa nhăn nhó như vậy, sở phàm còn tưởng rằng nàng muốn mình giúp gì. Sao vậy lăng hoa, có việc gì em cứ nói với anh? Vừa nói vừa vỗ vỗ lòng ngực cơ bắp không nhiều lắm của mình, tận lực làm cho lời mình nói thoạt nhìn đáng tin cậy một chút. Lăng hoa thấy vậy mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói. Em chỉ muốn nói, buổi tối anh sẽ không ôm em ngủ chứ. Nani vấn đề này trực tiếp đem cpu của sở phạm làm không đủ dùng trong lòng hắn ngược lại nghĩ a à, vấn đề là hắn nào có cơ hội này a à? lăng hoa lúc này cũng phát hiện vấn đề mình hỏi có nghĩa khác vội vàng giải thích ý của tôi là buổi tối anh sẽ không ôm cái gối kia ngủ chứ sở phạm nghe vậy lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói làm sao có thể đâu ta thế nhưng là một cái chính nhân quân tử làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu sau khi nói xong hắn còn chột dạ liếc lăng hoa một cái vậy là tốt rồi nếu không cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào nhìn thấy lăng hoa tươi cười sở phàm lúc này mới yên lòng suy nghĩ trong lòng lại là dù sao ta vụng trộm ông ngươi cũng sẽ không biết tâm niệm lăng hoa chuyển động một cánh cửa ánh sáng chậm rãi xuất hiện sở phàm vậy ngày mai gặp nha lăng hoa trước khi đi vẫy tay tạm biệt sở phàm cũng phất tay theo cười nói Lăng Hoa ngày mai gặp. Bá. Một trận hào quang lóe lên, Lăng Hoa trở về phòng thân. Mà giờ này khắc này thần lý gia một mảnh hoảng loạn, thoạt nhìn giống như là đã xảy ra đại sự gì. Thác Mã, đến bây giờ vẫn chưa tìm được Lăng Hoa sao? Lăng Nhân trong thần đứng trong sân, hỏi thăm Thác Mã ở một bên. Thác Mã nghe vậy vẻ mặt lo lắng nói: "Đại nhân, có thể tìm địa phương đã tìm khắp nơi." cũng không có phát hiện chút tung tích nào của tiểu thư lăng nhân suy nghĩ một chút mùi mùi của mình xưa nay nhu thuận hơn nữa tinh thông võ nghệ không nên xuất hiện loại tình huống này trái lo phải nghĩ cuối cùng hắn vẫn cảm thấy dùng phiên cuối cùng đi tìm lăng hoa ổn thỏa hơn vừa định hạ lệnh không ngờ giọng lăng hoa lại truyền tới huynh trưởng thác mã ngại quá để cho các ngươi lo lắng ta chỉ một mình ra ngoài giải sầu mà thôi thấy lăng hoa bình an trở về tô ma thở phào nhẹ nhõm tiểu thư bình an trở về là tốt rồi tôi lập tức đi chuẩn bị bữa tối lăng nhân thì khác vốn là tâm tư tinh tế lại là anh trai của lăng hoa rất nhanh đã nhận ra sự khác thường hắn cười nhìn lăng hoa nói lăng hoa ngươi thoạt nhìn không chỉ là đi giải sầu đơn giản như vậy chứ ai nha thật sự chỉ là đi giải sầu mà thôi ca ca đừng suy nghĩ nhiều quá Lăng Hoa ánh mắt có chút né tránh nói. Lăng Nhân không chút khách khí vạch trần lời nói dối của em gái mình. Vẻ mặt em đã bán đứng em, hơn nữa trên người em còn mang theo hơi thở khác thường như có như không. Lời nói của anh trai khiến Lăng Hoa hoảng hốt ngửi cơ thể mình, lại phát hiện cái gì cũng không ngửi thấy. Ha ha, ta chỉ là lừa gạt ngươi mà thôi, xem ra là bị ta đoán trúng. Lăng Nhân trên mặt lộ ra âm mưu thực hiện được nụ cười lăng hoa nghe vậy rất bất đắc dĩ biết rõ anh trai mình quỷ kế đa đoan nhưng không cẩn thận vẫn bị lừa thấy không che giấu được nữa lăng hoa đành phải mở miệng chỉ là kết bạn mới ca ca không cần ngạc nhiên vốn tưởng rằng anh trai sẽ nói gì đó nhưng không ngờ lăng nhân chỉ khẽ cười mở miệng nói kết bạn mới là một chuyện vui vẻ đi thôi chúng ta đi ăn tối đi lăng hoa nghe vậy cũng cười theo ca ca luôn vô thanh vô tức bao dung chính mình hơn nữa mình thật sự rất chờ mong ngày mai gặp lại vị bằng hữu kia đậu má không kịp rồi sắp muộn rồi sáng sớm ngày hôm sau sở phàm sau khi tỉnh táo hưu một cái từ ấm áp ổ chăn chui ra không có biện pháp cái này nhà trọ điện tử sản phẩm thật sự là quá mê người sở phàm đêm qua không nhìn được hấp dẫn trực tiếp trang một buổi tối mà hắn chơi hưng khởi sớm đã quên điện thoại di động tam tính của mình đã quang vinh về hưu, bởi vậy không có đồng hồ báo thức nhắc nhở. Lúc này trên vách tường treo đồng hồ, đã đi tới hơn một giờ chiều. Cái này mẹ nó, mình hai giờ đã được cửa hàng tiện lợi quẹt thẻ. Nếu biết, giải thưởng toàn phần 200 tệ của mình, không hề nghi ngờ sẽ bị quản lý keo kiệt khấu trừ sạch. Sở phàm một bên vội vàng thu thập rửa mặt, một bên trong lòng nghĩ. Rõ ràng đã là người có hệ thống, vì sao còn muốn để ý giải thưởng toàn cận 200 đồng kia. Nhưng không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu không đi làm, trước mắt mình thật đúng là không có năng lực sinh tồn khác. Cũng may sở phạm đối với loại chuyện thẻ đi làm này đã sớm là quen thuộc. Một hồi chạy nhanh chạy chậm rốt cục trước khi đến muộn một phút đã đến cửa hàng tiện lợi, thuận lợi quẹt thẻ. Hắn cùng thường ngày như câu được không sửa sang lại hàng hóa, Ngày hôm qua hết thảy phản phất như là nằm mơ. Nhưng Sở Phàm không biết chính là, chính mình vừa đi không bao lâu thời gian, Lăng Hoa liền xuất hiện ở nguyên thần trong nhà trọ. Cho dù hôm qua đã tới một lần, Lăng Hoa vẫn không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của căn hộ này. Nghĩ đến mình lại có thể chơi nguyên thần trò chơi này, Lăng Hoa khẩn cấp đi tới Sở Phàm số 96 phòng trước. "Sở Phàm, ngươi ở bên trong sao?" Là đại tiểu thư của thần Lý gia lăng hoa ở chỗ lễ nghi này tương đối đúng chỗ gõ cửa đồng thời hỏi sở phàm có ở nhà hay không nhưng hỏi mấy lần cũng không được đáp lại điều này làm lăng hoa cảm xúc có chút mất mát tích thì ra tay cô lơ đãng rơi vào tay nắm cửa sau đó cửa phòng liền tự động mở ra lăng hoa ngoài kinh ngạc lại cảm giác có chút mới lạ thì ra còn có thể mở cửa như vậy ngươi muốn hỏi vì sao lăng hoa có thể mở ra cái này chỉ sợ cũng phải hỏi cái kia, lão lục, hệ thống. Lăng hoa rối rắm một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn đi vào trong phòng sở phàm. Nàng ở toàn bộ phòng dạo qua một vòng, không có phát hiện sở phàm thân ảnh. Quanh đi quẩn lại đi vào phòng ngủ, chỉ phát hiện gối ông chờ người của mình. Hơn nữa trong lúc lơ đảng cô phát hiện, gối ông chờ người của mình hình như không giống với ngày hôm qua, hình như có nhiều chỗ có thêm một ít nếp nhăn. Là mình nhớ lầm, hay là sở phàm đã làm chuyện gì không tốt? Chính mình làm sao có thể nghĩ như vậy sở phàm đâu, nhất định là ngày hôm qua sự tình quá kỳ huyễn, chính mình nhớ lầm. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không không năm lúc này trong nội tâm nàng rất là không hiểu, ta lúc nào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sở phàm không ở nhà cho nên lăng hoa cũng cảm thấy rất nhàm chán ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi vào sở phàm trên máy tính chuyện đã đến nước này không bằng mình chơi nguyên thần một lát vừa vặn dết thời gian một chút nhưng rất nhanh lăng hoa liền phát hiện một vấn đề khó khăn đó chính là mình căn bản cũng không biết mở máy tính như thế nào nàng đứng ở một bên hội tưởng sở phàm là thao tác như thế nào không bao lâu lăng hoa nghĩ tới một khâu cực kỳ mấu chốt ta nhớ rõ sở phàm giống như nói một câu nguyên thần khởi động, xem ra cái này gọi là máy tính đồ vật là cần thanh âm mở ra. Lúc này lăng hoa càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Sau đó cô hắn giọng, đứng trước máy tính hét lớn. Nguyên thần khởi động. Bất quá cô ước chừng đợi 10 giây, máy tính trước mặt lại không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm lăng hoa không khỏi buồn bực, chẳng lẽ chỉ có giọng nói của sở phàm mới có thể khởi động nguyên thần thật không hổ là địa tinh a loại khoa học kỹ thuật này thật phát triển máy tính không mở được thì nguyên thần cũng không có cách nào khởi động lăng hoa đành phải tiếp tục loay hoay với những thứ khác lúc đầu còn có thể cảm thấy cái gì cũng rất mới mẻ bất quá thời gian lâu dài nhiều ít vẫn sẽ cảm thấy có chút nhàm chán đúng rồi sở phạm nói hắn là cái gì bảy ngày cửa hàng tiện lợi nhân viên nói vậy cách nơi này hẳn là sẽ không quá xa a à. sau đó lăng hoa mở cửa sổ sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Phát hiện thế giới này quả nhiên cùng Tiva hoàn toàn bất đồng, chính mình cũng không biết nên từ địa phương nào tìm lên. Nhưng cho dù là như vậy, Lăng Hoa vẫn hạ quyết tâm muốn đi tìm sở phàm. Bởi vì không biết thang máy, công chúa cò trắng đáng thương trực tiếp lựa chọn phương thức xuống lầu nguyên thủy nhất. Sau khi ra khỏi nhà trọ, trên đường phố người đến người đi ngựa xe như nước. Mà điều này cũng làm cho Lăng Hoa hoảng hốt, cảm giác như mình không hợp nhau. Lúc đi trên đường cái, người chung quanh cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Chẳng lẽ là bởi vì trang phục hiện tại của mình sao? Trước mắt Lăng Hoa chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Bất quá Lăng Hoa cũng không biết, ngoại trừ quần áo trên người, kỳ thật mọi người càng để ý hơn chính là dung mạo không chê vào đâu được của nàng. Bởi vì bây giờ là giờ cao điểm tan học tan tầm, cho nên điều này cũng dẫn đến người đi đường trên đường càng ngày càng nhiều ta nói với ngươi ngày hôm qua ta dùng thần hạt vạn tâm cạc cạc dết loạn thâm uyên tầng 12A. Ha ha, có gì đâu, phải biết rằng lôi cửu vạn ban mới là rơi xuống. Không không ta vẫn là lựa chọn có đi lâu, đương nhiên không phải hút không nổi, mà là có đi lâu càng có tính giá so. Lăng hoa mờ mịt quan sát xung quanh, nghĩ nên tìm người xung quanh hỏi một chút thì tốt hơn. Lúc này ba gã học sinh trung học vừa tan học đối diện đi tới bọn họ đang nhiệt tình thảo luận nguyên thần phối đội nước bọt tung tóe xin chào xin hỏi các vị có biết cửa hàng tiện lợi thất thiên ở đâu không đột nhiên một đạo thanh âm phi thường dễ nghe chui vào trong tai bọn họ ba người đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó ăn ý đồng thời dừng bước ặt à, đây là thần thần lúc này một nam sinh chỉ vào lăng hoa kích động nói không rõ thấy vậy lăng hoa nháy mắt thần cái gì là lăng hoa trong thần lúc này một nam sinh khác gọi tên lăng hoa nghe vậy lăng hoa hơi kinh ngạc nói à các ngươi biết ta sao chỉ thấy cuối cùng một nam sinh mặt đều đỏ lên sau đó lắp bắp nói coi như đương nhiên quen biết à lăng hoa lúc này mới nhớ tới sở phàm đã nói nguyên thần trò chơi này hình như ở địa tinh vẫn tương đối ho nói vậy người trước mắt đều là thông qua trò chơi nhận thức chính mình chẳng qua biểu hiện của ba người bọn họ cũng quá kỳ quái đi. Ta đi đừng nói ngươi thật sự là lăng hoa hoàng nguyên nhất ta từng thấy, thật sự không có một trong. Đúng vậy, đây chính là trên mạng những cái kia cô chủ lâu căn bản không thể so sánh. Lăng hoa, chúng ta có thể chụp chung một tấm không? Lúc này ba nam sinh này càng lúc càng điên cuồng, nhào nhào móc điện thoại di động trong túi ra muốn chụp ảnh chung với lăng hoa. Lăng hoa chưa từng thấy cảnh này, sợ hãi lui về phía sau hai bước. Đồng thời hành động của ba người này cũng trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của nhiều người hơn. Đậu má lăng hoa trong thần Tôi ngã bài, tôi là chó của lăng hoa. Lúc này không biết là ai hô to một tiếng, dọa lăng hoa sợ hãi chạy mất. Lúc này trong lòng nàng thật là khó hiểu, ta lúc nào nuôi nhiều chó như vậy à. Chung quanh những người địa tinh kỳ quái này giống như là người khâu khâu phát cuồng, vẫn theo sát phía sau mình. Lăng hoa thậm chí còn trực tiếp vận dụng nguyên tố lực lúc này mới bỏ qua đám người phía sau sau khi dừng lại lăng hoa mới phát hiện mình lạc đường tướng quân đại nhân tại thượng ta rõ ràng chỉ là muốn tìm một cửa hàng tiện lợi bảy ngày mà thôi vì cái gì nhiều tai nạn như thế mà lúc này trong cửa hàng tiện lợi bảy ngày hà sở phạm lấy tay chống quầy sau đó ngáp một cái bởi vì phụ cận lại mở mấy cửa hàng tiện lợi cho nên làm cho cửa hàng tiện lợi bảy ngày của bọn họ càng ngày càng kém hơn nữa theo đạo lý mà nói, hiện tại khoảng thời gian này là giờ cao điểm, nhưng thiếu không có mấy người đến. Ngươi liền thổi đi Sở Phàm, làm sao có thể sẽ ra 10 cái kim a, lúc này chính đang sắp xếp hàng đồng sự Chu Hoa bỗng nhiên tới một câu. Có thể là tôi nhìn lầm được không, dù sao điện thoại di động của tôi cũng đã hỏng rồi. Sở Phàm lười cùng hắn tranh luận. Chu Hoa ha ha cười sau đó hả hê khi người gặp họa nói: Tiết bi thương thuận biến A sở phàm dù sao cũ không đi mới không đến nha. Sở phàm đảo cái xem thường, phải biết rằng mình cái kia đài tam tính điện thoại di động phân kỳ còn không có trả xong đâu. Thấy chu Hoa xếp hàng chậm như vậy sở phàm liền đi qua giúp đỡ. Mà chu Hoa một bên quản lý hàng một bên tiếp tục hỏi. Sở phàm A ngươi nói ở nguyên thần bên trong nhân vật nào thích hợp nhất làm lão bà. Sở phàm suy nghĩ một chút, tự hồ còn rất nhiều đang định trả lời chu hoa lại trực tiếp dành trước nói muốn tôi nói nhất định phải là lăng hoa đối với loại tình huống này kỳ thật sợ phàm đã là tập mãi thành thói quen bởi vì tiểu tử trước mắt này là một đầu bếp lăng hoa điên cuồng lăng hoa chúng ta không chỉ có tri thức hiểu lễ nghĩa dịu dàng động lòng người mấu chốt là tính cách và tính tình đều rất tốt khí chất cao quý như vậy coi như xong quan trọng nhất là bộ dạng còn xinh đẹp như vậy ngươi nói đây không phải hoàng mỹ thì là cái gì. Cho nên sau này tôi nhất định phải tìm một người bạn gái cô lăng hoa, vậy cuộc đời tôi mới gọi là viên mãn đây. Nhìn bộ dáng Chu Hoa chảy nước miếng lúc này, Sở Phàm trong lòng cười thầm. Ha ha thật sự là ngượng ngùng a, à, lăng hoa của ngươi trước mắt đã là khách trọ của ta. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 không không sáu nhân gia như thế thật xa đến tìm ngươi, vừa rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Len Ken Hoan nghênh quan lâm Hoàn hảo cửa tự động hoan nghênh máy móc đánh gãy chu hoa ảo tưởng, bằng không sở phạm lỗ tai đều muốn sinh ra vết chai. Sở phạm đang định thu hồi ngân đài đi tiếp đãi bất quá thanh âm quen thuộc kia vang lên. a à, cảm ơn đã hoan nghênh. Lăng hoa lập tức cúi chào cổ máy cô vô cùng kỳ quái người hoan nghênh mình chẳng lẽ là ở trên trần nhà sao vì sao nơi này chỉ có âm thanh không có ai phốc một màn này đem chu hoa trực tiếp cho chọc cười sau đó hắn ông bụng cười nói sở phàm ngươi thật đừng nói người này thật đúng là rất lễ phép bất quá chính là thoạt nhìn không thông minh lắm sở phàm nào có tâm tư cùng chu hoa nói giỡn lập tức bước nhanh đi về phía cửa lớn thấy lăng hoa sở phàm rất kinh ngạc nói Sao ngươi lại chạy đến đây? Hình như mình cũng chưa nói với Lăng Hoa về vị trí cụ thể của cửa hàng tiện lợi nhỉ. Hôm nay lâu như vậy cũng không thấy người, Sở Phàm còn tưởng rằng Lăng Hoa sẽ không tới. Nhìn thấy Sở Phàm, trong lòng Lăng Hoa có thêm vài phần cảm giác an toàn. Chỉ thấy nàng ôn thanh nhỏ nhẹ nói: "Ta mất rất nhiều công phu mới tìm được nơi này." Nghe vậy nghĩ đến Lăng Hoa có thể gặp phải đủ loại phiền toái trên đường, Sở Phàm liền lo lắng hắn bất đắc dĩ thở dài nói. Nhưng ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Lăng Hoa còn tưởng rằng mình làm sai chuyện sở phàm đang tự trách mình. Cho nên nàng vội vàng cúi đầu xin lỗi. Không làm thất vọng sở phàm, là ta cho ngươi thêm phiền toái sao, nhưng là ta chỉ là muốn đến xem ngươi. Nghe Lăng Hoa nói vậy, sở phàm nhất thời lúng cuốn tay chân. Chính mình vừa rồi hoàn toàn không có ý trách cứ Lăng Hoa, kỳ thật chỉ là đơn thuần sợ nàng gặp phải nguy hiểm mặc dù biết lăng hoa nắm giữ nguyên tố lực, nhưng bản thân không nhịn được lo lắng. Lúc này xem xét hàng chu hoa cảm giác có chút không thích hợp lắm, đối thoại này còn có ngữ khí này, chẳng lẽ sở phàm tiểu tử này yêu đương? Vì thế chu hoa lén lúc đi tới, muốn nhìn một chút bạn gái sở phàm trông như thế nào? Kết quả vừa nhìn. Lăng hoa trong thần. Giọng nói của hắn làm lăng hoa và sở phàm hoảng sợ ông trời của ta cái này cũng quá đẹp quá hoàn nguyên đi giờ phút này chu hoa giống như là vĩnh động cơ vẫn ở nơi đó vây quanh lăng hoa sở phàm thề lúc này chu hoa con mắt so với bóng đèn đều muốn sáng bất quá một lát sau chu hoa cũng phản ứng lại hắn một phen kéo lấy sở phàm cổ áo sau đó vẻ mặt phẫn hận nói sở phàm tiểu tử ngươi lúc nào tìm cái xinh đẹp như vậy bạn gái ngươi thật sự là đáng chết à anh em của ta sau hàm răng đều nhanh cắn nát. Sở Phàm dở khóc dở cười. Nghe vậy Lăng Hoa hơi đỏ mặt, sau đó giải thích: "Vị bằng hữu này ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là khách thuê của Sở Phàm, chúng ta xem như quan hệ bạn bè." Nghe nói như thế Chu Hoa lập tức buông lỏng tay, còn vẻ mặt nịnh nọt giúp Sở Phàm sửa sang lại quần áo. "Phàm ca, ta thừa nhận vừa rồi ta nói lớn tiếng một chút, ngươi nhất định không nên để ý." Sau đó hắn nhỏ giọng hỏi Sở Phàm: "Sở Phàm, ngươi làm sao quen Lăng Hoa như vậy?" Sau khi nói xong, hắn lại lén nhìn Lăng Hoa một cái, sau đó nói: "Không trang điểm cũng đã đẹp như vậy rồi, mấu chốt là tại sao ngay cả nốt ruồi ở khóe mắt cũng giống nhau." Sở Phàm Dương Dương đắc ý nói: "Ha ha, đây chính là bí mật ta mới không nói cho ngươi." Nghe vậy làm Chu Hoa lo lắng, nhưng nghĩ đến Lăng Hoa ở đây, mình tuyệt đối phải bảo trì phong độ thân sĩ." Khụ khụ. Chu Hoa ho khan một tiếng, chỉ trích nổi lên Sở Phàm. "Không phải ta nói ngươi a à Sở Phàm, người ta lớn như vậy từ xa tới tìm ngươi, vừa rồi ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu?" Nói xong, Chu Hoa vô cùng ân cần lau ghế, sau đó mời Lăng Hoa ngồi xuống. Thấy vậy Lăng Hoa thuận thế ngồi xuống, sau đó nói tiếng cảm ơn, lần này làm Chu Hoa cao hứng muốn chết mặc dù theo quy định của cửa hàng tiện lợi, nhân viên của họ không được ngồi ở khu vực nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay lăng hoa tới, sở phàm nghĩ thế nào cũng phải phá lệ một lần. Hắn trực tiếp ngồi bên cạnh lăng hoa, còn chu hoa thì ngồi đối diện, nụ cười ngây ngô của hắn vẫn không ngừng. Sở phàm, vị bằng hữu này của ngươi thật nhiệt tình. Lúc này lăng hoa ít nhiều cảm thấy không được tự nhiên. Chúng ta đừng để ý đến hắn. Sở phàm chặn tầm mắt chu hoa, lại nói ngươi rốt cuộc là làm sao tìm được nơi này. Sau đó Lăng Hoa kể lại tất cả những khúc chiết của mình, sở phàm cảm thấy buồn cười. Chu Hoa thì là mãnh liệt một quyền đấm ở trên mặt bạn, vẻ mặt tức giận nói. Cái này cũng quá đáng giận, bên ngoài những người kia làm sao có thể bên đường nói ra những lời kia đến, thật sự là một chút tố chất đều không có. Nguyên bản Lăng Hoa còn cảm thấy người này cũng không tệ lắm, bất quá một giây sau nàng liền phát hiện mình sai rồi trong thần lăng hoa chỉ có một con chó đúng vậy đó phải là tôi sở phàm trên trán xuất hiện ba cái hát xà chính mình thật đúng là đánh giá cao người này thấy vậy lăng hoa hé miệng cười sau đó quan sát cửa hàng tiện lợi mọi thứ xung quanh đều mới mẻ đúng rồi lăng hoa cô tới nếm thử món cơm nắm chiêu bài của nhà hàng chúng tôi đi sở phàm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì sau đó từ trên kệ hàng cầm qua một khối cơm nắm cái khác không nói tiệm này tuy rằng làm ăn không tốt nhưng mùi vị cơm nắm quả thật không tệ được lăng hoa tựa hồ thật sự coi sở phạm là bằng hữu cuối cùng cũng không khách khí như lúc đầu sở phạm không chỉ cho cơm nắm thêm nhiệt còn thuận tiện cầm một hộp sữa bò từng thật sự là quá ngon hoàn toàn khác với cơm nắm của vợ gạo chúng ta nhẹ nhàng cắn một miếng cơm nắm trong mắt lăng hoa lóe lên ánh sáng kỳ dị chu hoa thì ông lấy trái tim của mình không ngừng kêu trên A à, trái tim của ta thật không hổ là Lăng Hoa a, à, thậm chí ngay cả ăn nắm cơm cũng xinh đẹp như vậy, ưu nhã như vậy. Khóe miệng Sở Phàm điên cuồng co giật, không phải ngươi rốt cuộc đang chó sủa cái gì a? À. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Chu Hoa nói gì cũng phải ngồi ở chỗ này nhìn Lăng Hoa. Nếu không là Sở Phàm đẩy hắn đi thu ngân, đại khái có thể ở chỗ này ngồi một đêm. Lúc đầu còn khá hơn một chút, bởi vì khách ở cửa hàng tiện lợi không nhiều lắm. Bất quá hơn 9 giờ, khách nhân của cửa hàng tiện lợi lục tục nhiều lên. Vốn Sở Phàm còn có thời gian trò chuyện với Lăng Hoa, sau đó phổ cập kiến thức địa tinh. Nhưng lần này thì tốt rồi, thật sự là lát nữa có một vị khách đến, thậm chí trực tiếp ngồi đầy chỗ trống của cửa hàng tiện lợi. Lúc này Chu Hoa cũng nhận thấy được không đúng, một bên thu ngân một bên hỏi Sở Phàm. Sở Phàm hình như hôm nay cũng không phải ngày nghỉ lễ a. À. Sở Phàm cũng rất buồn bực nói: đúng vậy, sao hôm nay khách nhân nhiều hơn trước nhiều như vậy, thật sự là kỳ quái. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. bảy có lẽ ở đây nàng có thể tháo bỏ xuống trên người đè. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sở phàm sờ không được đầu óc đồng thời trong lòng còn phi thường khó chịu. Đương nhiên không có gì khác, chỉ là bởi vì quản lý cửa hàng keo kiệt của mình kiếm tiền so với mình thua lỗ còn khó chịu hơn. Nhưng cũng tốt, ít nhất hiện tại cửa hàng tiện lợi không cần đóng cửa, như vậy đỡ phải tự mình tìm việc làm khắp nơi. Chờ khách nhân tiếp đãi xong, sở phàm mới chú ý tới khu nghỉ ngơi bên kia có tiếng nghị luận. Ta nói huynh đệ ngươi là thật giỏi a, à, lần sau ta nhất định sẽ mời ngươi ăn đại tiệc. Khá lắm, lúc trước ta tưởng ngươi khoác lác, không ngờ lại là thật. Mẹ kiếp sau này tôi không muốn gặp ai thì thổi, nói là tôi gặp được bản tôn lăng hoa. Sở Phạm lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt. Chờ hắn chạy tới vừa nhìn, thiếu chút nữa trực tiếp lựa chọn báo cảnh sát. Lúc này khu nghỉ ngơi mấy cái bàn ngồi đầy còn chưa tính, mà bên cạnh còn vây quanh không ít người. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cùng một phương hướng. Đúng vậy, người bị chụp ảnh đương nhiên là lăng hoa. Lăng Hoa lúc này có chút mờ mịt, bởi vì nàng có chút không rõ lắm, những người xung quanh tại sao đều cầm một cái hộp sắt đối với mình. Hơn nữa những người này trong miệng còn đang nói kỳ kỳ quái quái lời nói, rất nhiều lời chính mình đều nghe không rõ. Tuy rằng những người này tự hồ cũng không có ác ý quá lớn, thậm chí giống như phi thường thích mình. Bất quá bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Lăng Hoa làm sao có thể tự tại. Nghĩ đến Sở Phàm còn đang làm việc, chính mình hiện tại lại không tốt lắm đi quấy rầy. Chu Hoa lúc này cũng chạy tới, thấy một màn như vậy khóe miệng điên cuồng co quắc. Không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là cái nào chết tiệt tiểu tử thúi thấy được lăng hoa, sau đó trực tiếp hô bằng gọi hữu. Cứ như vậy một cái hô một cái, ở cuối cùng trực tiếp hình thành một bộ quan cảnh như vậy. Các ngươi những người chơi nguyên thần này, không nên quá thái quá được rồi. Nhìn thấy sở phàm, lăng hoa cảm giác như bắt được cọng rơm cứu mạng nàng cầm lấy ống tay áo sở phàm sau đó nhỏ giọng nói sở phàm bọn họ những thứ này là đang làm gì bọn họ tại sao đều nhìn chằm chằm ta cái này bởi vì bọn họ đều là nguyên thần người chơi bọn họ đều phi thường thích ngươi sở phàm cũng chỉ có thể giải thích như vậy chẳng qua thái độ của chu hoa bên cạnh lại hoàn toàn tương phản Lúc này hắn nắm chặt nắm đấm như thể những người này đều là kẻ thù của mình. Lúc này cũng có người ngồi không yên, sau đó chạy thẳng tới trước mặt Lăng Hoa. "Lăng Hoa, xin hỏi tôi có thể chụp ảnh với cô không?" May mắn lần này tới là một nữ hài tử, bằng không sợ phàm không động thủ, Chu Hoa phải trực tiếp động thủ. "Chụp ảnh?" Lăng Hoa nghiêng đầu suy tư một lát rồi nói, "Ý anh là chụp ảnh chung phải không?" Nếu là người bình thường nói như vậy, khẳng định đã sớm bị người mắng bệnh thần kinh. Bất quá Lăng Hoa nói như vậy, cô gái này chẳng những không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Chỉ thấy nàng điên cuồng gật đầu nói. Đúng 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 chính là cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Lăng Hoa tu dưỡng tốt như vậy, sao cô có thể từ chối người khác? Nghe vậy cô gái này mừng rỡ như điên, sau đó ngồi sổng bên cạnh Lăng Hoa. Lúc này cô khó có thể tin phát hiện, mặc dù mình sử dụng máy ảnh gốc, nhàn sắc của lăng hoa đều là 360 độ không gốc chết. Cô gái đẹp như vậy cho dù không phải lăng hoa của cô, nếu thay thường phục nhất định cũng là mỹ nữ cao cấp. Đương nhiên có cái thứ nhất khẳng định sẽ có cái thứ hai. Tôi cũng muốn chụp ảnh. Mết đừng kéo tôi. Tất cả mọi người xếp hàng, còn có các ngươi đem quần của ta đều cho kéo rớt. Đối mặt với những fan cuồng nhiệt này, Lăng Hoa ngoài kinh ngạc còn có chút vui vẻ. Thì ra trên thế giới này có nhiều người thích mình như vậy, nhiệt tình không hề thấp hơn so với dân chúng vợ gạo. Đối mặt ồn ào đám người, Chu Hoa bỗng nhiên hô to một tiếng. Các ngươi làm gì, còn có hay không tố chất? Biết Chu Hoa là nhân viên cửa hàng, những người khác lập tức an tĩnh lại, không dám lỗ mãn. Chỉ thấy Chu Hoa vẻ mặt tức giận, mặt đều đỏ lên. Nhưng một giây sau, anh ngồi sổng trước mặt Lăng Hoa, ưỡng mặt cười nói. Lăng Hoa, nào, chúng ta còn chưa chụp ảnh chung đâu. Cắt. Tất cả mọi người giơ ngón giữa lên với chu Hoa, chó quyền hạn chết tiệt. Quay xong về sau, tại sở phạm cùng chu Hoa trật tự duy trì dưới, lúc này cửa hàng tiện lợi cực kỳ giống ký tặng hồi hiện trường. Những bác trai bác gái tới mua đồ sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ đây là phục vụ mới của cửa hàng tiện lợi 7 ngày sau? sở phàm khóc không ra nước mắt nếu không là mình tam tính điện thoại di động báo hỏng hắn đã sớm cùng lăng hoa chụp ảnh chung vậy có thể tới phiên bọn họ cũng may những người này không có tiếp tục hô bằng gọi hữu bằng không nho nhỏ cửa hàng tiện lợi nhất định sẽ bị chen nổ tung sau đó không lâu những người này dần dần tản đi hơn nửa thời gian cũng chậm bảy ngày cửa hàng tiện lợi lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh đợi đến khi sở phàm tan ca phát hiện Lăng Hoa nằm bò trên bàn ngủ thiếp đi. Không biết có phải mơ thấy cái gì hay không, khóe miệng còn có một nụ cười. Lăng Hoa ngủ say, ngoại trừ xinh đẹp ra, còn mang theo vài phần đáng yêu. Đúng vậy, mặc dù Lăng Hoa là đại tiểu thư của thần gia, nhưng trên thực tế nàng cũng chỉ là cái hơn 10 tuổi thiếu nữ mà thôi, là xinh đẹp nhất hoạt bát nhất niên kỷ. Có lẽ ở chỗ này nàng có thể trút bỏ áp lực trên người, quên đi thân phận công chúa bạch lộ chỉ là một cái vô cùng đơn giản chờ đợi bằng hữu mình tan tầm về nhà bình thường thiếu nữ mà thôi quá đẹp chu hoa tựa vào tường sớm đã nhìn ngay người đây là người hắn nằm mơ cũng muốn gặp có biểu hiện như vậy cũng thật có thể hiểu được ngay khi sở phàm đang tự hỏi có nên đánh thức lăng hoa hay không lăng hoa liền tự mình tỉnh lại sở phàm ngươi là công tác kết thúc sao nàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng nhìn một chút sở phàm trong ngây ngô đáng yêu mang theo vài phần đáng yêu sở phàm hô hấp dồn dập gật gật đầu sau khi quẹt thẻ xong anh liền dẫn lăng hoa rời khỏi cửa hàng tiện lợi chu hoa nói cái gì cũng muốn cùng nhau đi theo bất quá sở phàm vẫn là tìm cái lý do đuổi hắn đi nói giỡn nếu chu hoa biết mình đại bản doanh phỏng chừng mỗi ngày đến phiền chính mình trên đường trở về chỉ có một chút ánh đèn ánh sáng và bóng tối không ngừng luân phiên giữa hai người sở phạm đi ở phía trước, lăng hoa đi theo phía sau. Hai tay cô đặt sau lưng, nhẹ nhàng móc vào nhau. Hai người tuy rằng một đường không nói chuyện, nhưng từ bước chân nhẹ nhàng của lăng hoa lại có thể cảm nhận được không khí rất vui vẻ. Mà đúng lúc này, trong đầu sở phạm vang lên một đạo thanh âm. Đinh Thỉnh ký chủ để cho thần Lý Lăng Hoa nhảy ra bạch lộ chi vũ, sau khi thành công sẽ đạt được năng lực. Thần Lý Lưu Sương Diệt gì cơ? Phản ứng đầu tiên của sở phàm chính là quá đột ngột. Chẳng lẽ muốn lăng hoa ở chỗ này nhảy điệu cò trắng sao, hình như không thích hợp lắm. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 008 luận tính cách nhảy thoát, hồ đào nhận thứ hai, đoán chừng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhưng thật ra sở phàm cũng rất muốn xem lăng hoa nhảy múa cò trắng thưởng hay không thưởng kỳ thật không sao cả mình chủ yếu là muốn xem lăng hoa khiêu vũ dù sao thử hỏi lại có vị lữ khách nào có thể cự tuyệt được thần lý đại tiểu thư hiến vũ một khúc đây nuốt một ngụm nước miếng sau sở phàm bỗng nhiên dừng bước nói lăng hoa xin hỏi ta có thể xem ngươi nhảy múa cò trắng không hả lăng hoa rất kinh ngạc nhìn sở phàm bởi vì thỉnh cầu này của sở phàm quá đột ngột thấy lăng hoa có chút do dự sở phàm lập tức nói nếu không muốn cũng không sao bởi vì tôi chỉ đột nhiên nảy ra ý tưởng mà thôi nghe vậy lăng hoa khẽ mím môi sau đó đáp lại tôi rất đồng ý chỉ có điều ở đây rất ảnh hưởng đến trải nghiệm xem múa trong lòng sở phàm rất cảm động lăng hoa so với tưởng tượng của mình còn ôn nhu hơn sở phàm cười nói không sao ta xem nơi này cũng rất tốt à hơn nữa con đường này rất ít có người tới bởi vì con đường này hắn cũng không biết đã đi bao nhiêu lần điểm này ngoại trừ chính mình ra thì không có người khác do dự một lát lăng hoa liền lấy quạt xếp ra nếu đã như vậy vậy sở phàm xin hãy nhìn kỹ ta không biết là từ đâu tới lăng hoa trực tiếp tiến vào trạng thái khiêu vũ lăng hoa mặc váy trắng dưới đèn đường tinh khiết như bông tuyết lăng hoa khinh vũ chiếc phiến, dáng người của nàng ở trong ánh đèn cùng gió nhẹ lay động. So với trong game, động tác của lăng hoa càng thêm mềm mại động lòng người. Mà đèn đường rơi xuống nhảy nhót xoay tròn làng váy cũng theo đó đông đưa, sau đó chiếu rọi ra từng vòng vần sáng. Lăng hoa đắm chìm trong vũ đạo thoạt nhìn sạch sẽ không tỳ vết, lại càng xinh đẹp không gì sánh được. Sở phàm đã xem đến ngay dại, thì ra điệu múa cò trắng này so với trong tưởng tượng của mình càng thêm mê người vũ điệu cuối cùng lăng hoa đột nhiên giơ quạt xếp lên. Sau đó một đạo băng hoa từ dưới bay lên, cuối cùng đạo băng hoa này hóa thành băng vũ tiêu tán ở trong bầu trời đêm. Vũ điệu kết thúc, trong mắt lăng hoa vẫn quanh quẩn nhu tình bách chuyển. Sở phàm ta có phải nhảy không tốt lắm không? Thấy sở phàm không nói một lời, lăng hoa còn tưởng rằng sở phàm không hài lòng. Sở phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó lập tức vỗ tay. Không phải không phải, là ngươi nhảy quá tốt, thật sự quá đẹp. Nếu nhảy không tốt, vậy thế giới này còn có ai nhảy tốt hơn, chẳng lẽ là anh Khôn. Nghe vậy Lăng Hoa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thích là tốt rồi, bởi vì đã quá lâu rồi em không nhảy. Chúc mừng chủ ký sinh thành công hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích lũy 15 đạt được kỹ năng. Thần Lý Lưu. Sương Diệt so sánh với lúc này hệ thống khen thưởng sở phàm kỳ thật càng thích một khúc vũ đạo này bản thân tuy rằng lúc trước lữ khách là ở dưới ánh trăng xem múa mà chính mình thì là ở dưới đèn đường thế nhưng cũng coi như có ý cảnh khác hơn nữa mình có thể xem đại tiểu thư khiêu vũ còn cần xe đạp gì nữa vốn là sở phàm rất vui vẻ lần này trở nên càng vui vẻ sở phàm ta phải trở về nếu có thể ta ngày mai khẳng định còn có thể trở lại sau khi trở lại nhà trọ Lăng Hoa lập tức lựa chọn tạm biệt. Nhìn Lăng Hoa trực tiếp bước vào cửa đá rời đi, trong lòng sở phạm ít nhiều có chút trống rỗng. Chẳng lẽ đây là phản ứng rút lui trong truyền thuyết? Bất quá nghĩ lại, Lăng Hoa hiện tại không chỉ trở thành khách thuê nhà của mình, còn có thể cùng mình đi làm, phải biết rằng đây là cuộc sống mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Hơn nữa Lăng Hoa cũng không phải không tới. Nghĩ đến đây sở phàm liền tiến vào trong mộng đẹp, sau đó ngọt ngào ngủ dậy. Ngày hôm sau, Sở Phàm vừa mở mắt liền bắt đầu rửa mặt thay quần áo, sau đó đi tới số 69 trước cửa. "Lăng Hoa, em có ở đó không?" Để cho Sở Phàm có chút thất vọng chính là Lăng Hoa hôm nay cũng không có tới. Cũng đúng, dù sao cũng là đại tiểu thư của thần gia. Cũng không thể chính sự không làm, suốt ngày chơi với mình đi. Cho dù là nghĩ thông suốt, trong lòng Sở Phàm vẫn cảm thấy có chút mất mát xin hỏi ký chủ có cần mời vị khách trọ thứ hai hay không đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên sở phàm đương nhiên không chút do dự lựa chọn mời hơn nữa lúc này đầy hắn vẫn như cũ lựa chọn ngẫu nhiên hình thức so sánh với lần trước mình lúc này tốt xấu nắm giữ băng nguyên tố lực hơn nữa có được thần lý lưu kiếm thuật gặp phải nguy hiểm ít nhất có thể tự bảo vệ mình hệ thống ngẫu nhiên tuyển chọn đã bắt đầu đinh tuyển chọn thành công trên màn hình giả định lần này cũng là chậm rãi ngưng kết ra một đạo tiêu chí nguyên tố bất quá cùng lần trước hoàn toàn bất đồng chính là lần này xuất hiện chính là hỏa nguyên tố mọi người đều biết nhân vật hỏa hệ đều rất cởi mở đều rất dễ ở chung ngài nói đúng không ngài đi lúc mặc dù nói chính là còn có hai cá biệt tính cách tương đối nhảy vọt bất quá vận khí của mình sẽ không kém như vậy chứ lúc này trên màn hình hiện ra cảnh tượng vừa nhìn chính là ở trong núi sở phàm đang nghĩ là ai kết quả liền nghe được ca dao hoạt bát mà có sức cuốn hút chính là tiếng hát này đi có chút không dám khen tặng đại khâu khâu bị bệnh nhị khâu khâu nhìn kìa tam khâu khâu hái thuốc tứ khâu khâu ngao cho dù không nhìn thấy người sở phàm cũng biết là ai thật đúng là sợ cái gì tới cái đó luận tính cách nhảy thoát hồ đào nhận thứ hai Phỏng chừng không có mấy người dám nhận thứ nhất. Hình ảnh vừa chuyển, Hồ Đào bước trên đùi thon dài mảnh khảnh đi lại trong núi. Trên mặt cô tràn đầy nụ cười chiêu bài, hoạt bát cùng đáng yêu đã sắp lộ ra màn hình. Chỉ là lời nàng nói, để cho Sở Phạm có chút không nói gì để đối phó. Nơi này âm khí nặng như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện khách hàng tiềm năng của bổn đường chủ. Ừ, bản đường chủ thật sự là rất có trí tuệ, không giống Chung Ly cả ngày chỉ biết uống trà nghe diễn chung ly ở cảng liên nguyệt xa xôi bày tỏ tôi chỉ là khách khanh cũng không phải tiêu thụ hồ đào nhảy lên một tảng đá khá cao tay khoác lên trán hết nhìn đông tới nhìn tây ai nha nha thật sự là quá đáng tiếc xem ra hôm nay không có người đâu ngay khi hồ đào cảm thấy muốn không công mà lui nàng bỗng nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc nàng giống như ngựa hoang thoát cương một bên sông về phía đạo thân ảnh kia một bên hô to qua wow, là thất thất lúc này thất thất đang không lưng hái thuốc còn chưa kịp phản ứng nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hồ đào khi phát hiện là hồ đào thất thất trút chân ngắn ra bỏ chạy mặc dù là cương thi nhưng khi đối mặt với hồ đào nàng sẽ bộc phát ra lực lượng vượt qua tầm thường thất thất đừng chạy chúng ta có duyên phận như vậy vậy mau để cho ta chôn một chút đi hồ đào trên mặt mang theo hưng phấn, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa. Thất thất hai tay mở ra, đúng là máy bay mang tính biểu tượng chạy. Thất thất, mới không cần, bị chôn. Cho dù là đang chạy trốn, còn không quên đáp lại hồ đào. Thấy một màn như vậy, sở phàm cảm thấy mình nhất định phải dũng cảm đứng ra. Tuy rằng chua sót chính là, mình rất dễ dàng lệch bảy bảy. Nhưng thất thất đáng yêu như vậy, sao có thể chôn thất thất chứ? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không không chính chẳng lẽ vừa mới ngươi bị ta đụng hư đầu, chỗ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hệ thống, khởi động. Hệ thống đã khởi động, địa điểm, vô vọng pha. Sở phạm trong lòng có chút thấp thỏm, bởi vì hệ thống của mình có chút không quá đáng tin cậy. Lần trước cái này hệ thống cư nhiên đem chính mình cho truyền lệch, cũng không biết lúc này đây đến cùng sẽ như thế nào. Nhưng là nương theo một đạo bạch quan hiện lên, sở phàm phát hiện lần này hệ thống đáng tin cậy. Bởi vì xuất hiện ở đối diện mình chính là hồ đào. Sở phàm sửa sang lại một chút biểu tình của mình, sau đó nhiệt tình chào hỏi. Hi, hồ đào. Sở phàm chào hỏi còn không có đánh xong, liền phát hiện hồ đào tốc độ dĩ nhiên hoàn toàn không giảm sở phàm xoay người muốn chạy, bất quá đã muộn. Phanh một tiếng. Hồ đào bị sở phàm đụng ngã trên mặt đất. Hồ đào đầu tiên là xoa xoa đầu của mình, sau đó đứng dậy oán giận nói. Rốt cuộc là ai lại dám cản đường bản đường chủ? Nhưng chờ hồ đào dương mắt nhìn lại, phát hiện một người ăn mặc cổ quái thành hình chữ lớn đang nằm trên mặt đất. Đáng thương chúng ta sở phàm, tuy rằng lúc trước đạt được nguyên tố lực, bất quá tố chất thân thể lại không có đuổi kịp vừa rồi va chạm với hồ đào như vậy lại trực tiếp bị đụng hôn mê bất tỉnh nếu như người bình thường gặp phải loại tình huống này như vậy ít nhiều sẽ có chút bối rối nhưng hồ đào lại khác cô trở nên vô cùng hưng phấn hồ đào hoa mai trong mắt tràn ngập vẻ kích động sau đó hô thật sự là đụng đại vận rồi không nghĩ tới sẽ từ trên trời rơi xuống một vị khách hàng tuy rằng thất thất vừa rồi chạy nhưng có vật thay thế cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy hồ đào ngồi sổng ở sở phàm bên người. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt sở phàm, nói. Này, ngươi còn sống không? Phát hiện sở phàm vậy mà không có phản ứng, hồ đào cảm thấy người trước mắt này thật sự là quá không chịu đụng. Hơn nữa cái này cũng không thể trách mình đi, dù sao vừa rồi là người này hết lần này tới lần khác muốn cản đường của mình. Vâng, vâng, tôi chắc chắn không có trách nhiệm. Ai nếu như vậy, như vậy bổn đường chủ đành phải giúp ngươi đơn giản làm một hồi tang lệ á hồ đào đứng dậy sau đó hai tay chống eo tiếp theo nàng cầm lấy xẻng không biết từ đâu tới sau đó chọn một bảo địa phong thủy liền bắt đầu đào hầm một bên đào hố còn một bên không ngừng nhắc tới người này ăn mặc thật kỳ quái lát nữa ta phải xem trên người hắn có ma lạp hay không nhưng vẫn là thôi đi ai bảo bản đường chủ đấy lòng thiện lương như vậy cho dù trên người hắn không có mo ra ta cũng nhất định sẽ đem hắn an tán thoải mái phục tùng không biết qua thời gian bao lâu sở phàm mở mắt sau đó đỡ chính mình còn có chút mơ hồ đau đầu hắn chỉ nhớ rõ lúc trước chính mình bị hồ đào cho đụng bay ra ngoài sau đó phía sau cái gì đều đã quên đợi đến khi hắn hoàn toàn tỉnh lại phát hiện mình lúc này vậy mà nằm ở trong một cái hố hơn nửa trên người có không ít bùn đất lại nhìn lên liền thấy một cái đầu đội càng không thái quẻ mũ mặt màu nâu trường y thiếu nữ đang không ngừng hướng trong hố lấp đất. Sở phàm liếc mắt một cái liền nhận ra là hồ đào. Hồ. Nhưng vừa mới mở miệng, đã bị bùn đất xúc tới trực tiếp chặn miệng. Thật sự là kỳ quái, vì cái gì cảm giác vừa rồi có người đang nói chuyện. Lúc này hồ đào ngừng công việc trong tay, sau đó nhìn xung quanh một chút bốn phía. Quên đi, vừa rồi nhất định là ta nghe lầm nhưng tên này cũng thật nghèo trên người không có một ma lạp sau khi chăm chọc một phen hồ đào lại bắt đầu ra sức làm việc nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng thi thể vừa mới nằm sao lại ngồi dậy phi 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 sở phàm đem buồn trong miệng mình tất cả đều phun ra sau đó căm tức nhìn hồ đào hồ đào hoa wow, nguyên lai like người không chết nha sinh mệnh lực thật sự là quá ngoan cường hồ đào tuy rằng chột dạ nhưng trên mặt lại tuyệt không nhìn ra sở phàm từ trong hố bò ra vỗ nửa ngày cũng không đem bùn đất đập sạch sẽ anh ta rất nghi ngờ về mức độ kinh doanh của oan nút có một loại khả năng vãn sinh đường có khách hàng khả năng còn chưa chết đã bị hồ đào chôn cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của sở phàm hồ đào vẽ mặt vô tội này 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 ngươi không cần nhìn bổn đường chủ như vậy ta nào biết ngươi còn sống sở phạm liếc mắt một cái, không nói gì nói. Vậy tốt xấu trước nhìn xem ta còn có hô hấp hay không a? À? Hi hi, kỳ thật bổn đường chủ biết ngươi còn sống, bất quá bởi vì ta và ngươi không bắt được thất thất, cho nên muốn trừng phạt ngươi một chút mà thôi. Hồ đào le lưỡi, còn làm mặt quỷ. Sở phạm cũng không biết hồ đào nói là thật hay giả, bất quá không bị chôn đã coi như ông trời phù hộ. Lại nói, ngươi là người nơi nào, vì cái gì cảm giác kỳ quái như vậy, không phải là đạo bảo đoàn đi. Hồ Đào lúc này lại cao thấp đánh giá một chút sở phàm. Sở phàm tiếp tục vỗ bùng trên người nói. Ta đến từ địa tinh, không phải người ti va. Ồ nha! A a a! Hồ Đào bỗng nhiên vây quanh sở phàm, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Sở phàm cảm giác rất là kỳ quái. Hồ Đào vuốt cầm, tự hỏi chẳng lẽ vừa rồi ngươi bị ta đụng hỏng đầu, cho nên mới nói ra loại mê sản này. Được, thì ra là cô không tin mình. Lựa anh làm gì? Vì tự chứng thân phận, sở phàm tay nhẹ nhàng một trương, một đóa bông tuyết bay ở trên lòng bàn tay. Hồ đào lần này càng thêm ngạc nhiên, gắt gao nhìn chầm chầm bông tuyết nói. qua ngươi cư nhiên cùng lữ khách giống nhau, không có thần chi nhãn cũng có thể nắm giữ nguyên tố lực sở phàm thu hồi bông tuyết rất là đắc ý nói hừ hừ thế nào cái này có phải tin hay không hồ đào ngay sau đó hỏi vậy địa tin của các ngươi có cần vãn sinh đường phục vụ hay không ta có thể đi nơi đó mở chi nhánh nha ta cảm thấy sở phàm lợi vừa nói ra khỏi miệng đã bị vẻ mặt nhiệt tình hồ đào cắt đứt cửa hàng mới khai trương chúng ta vãn sinh đường sẽ cử hành ưu đãi đại thù lao khách mua một tặng một Sở phàm khóe miệng điên cuồng co quất, chôn một cái tặng một cái, ta thay bọn họ cảm ơn ngươi a. À. Ta nói Đường chủ, chúng ta có thể đừng nói những lời không may mắn này hay không? Sở phàm bất mãn nói. Ai? Hồ đào đột nhiên thở dài, đặt mông ngồi trên tảng đá bên cạnh. Cánh tay cô chống lên đầu gối, hai tay chống cầm, vẻ mặt ưu sầu. Gần đây, công việc kinh doanh của vãng sinh Đường giảm mạnh hơn nữa vị khách tham ăn của tôi mỗi tháng đều đem hóa đơn đến vãng sinh đường. Thân là đường chủ, nếu ta không cố gắng vãng sinh đường chỉ sợ sẽ đóng cửa ngừng kinh doanh. Sở phàm lấy tay vẽ chữ thập. Amen. Nói như vậy, cuộc sống hàng ngày của hồ đào quả thật rất bi thảm. Mỗi ngày cô điên cuồng đẩy mạnh nghiệp vụ, chẳng những không có khách nhân, ngược lại còn phản tác dụng, tất cả mọi người tránh không kịp cô. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, hết lần này tới lần khác gặp phải chung ly khách khanh như vậy. Này, đoán xem. Cả ngày đại sự không làm, tiểu sự không làm, chỉ thích uống trà, nghe hí kịch, tản bộ, đánh giá mỹ thực. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không một không hảo giường thoải mái nha, sở phàm, muốn hay không một bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sở phàm vỗ vỗ hồ đào bả vai, sau đó an ủi nói. Đường chủ ta cảm thấy ngươi cũng không cần khổ sở, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nha. Mà một giây trước còn vẻ mặt ưu thương hồ đào, một giây sau trực tiếp liền từ trên tảng đá nhảy xuống. Chỉ thấy nàng chấp chính mình thật to hoa mai mắt, đối với sở phàm thỉnh cầu nói. Cho nên ngươi có thể mang ta đi địa tinh triển khai nghiệp vụ mới sao? sở phàm thiếu chút nữa ngã sắp xuống nguyên lai vòng lớn như vậy vòng tròn người này vẫn là muốn mở chi nhánh bất quá đổi một góc độ khác mà nghĩ hồ đào thật đúng là đủ chuyên nghiệp tuy rằng hai người chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt bất quá hồ đào ta cảm thấy chúng ta phi thường có duyên chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu phi thường tốt đúng không sợ sở phàm không đáp ứng cho nên hồ đào bắt đầu kéo gần quan hệ sở phạm ung dung nói cho nên ngươi hiện tại ngay cả tên của ta cũng không biết, đúng không? Hồ Đào hì hì cười nói. Ai nha, tên cái gì chỉ là cái danh hiệu Á, tự nhiên ngươi có thể gọi ta Hồ Đào, cũng có thể gọi ta đường chủ, ta đều không ngại Á. Lời nói toàn bộ để cho Hồ Đào cho nói, sở phàm không nói gì để chống lại. Suy tư một lát, sở phàm mới miễn cưỡng đáp ứng Hồ Đào. Đầu tiên ta gọi là sở phàm, thứ hai giúp ngươi thì có thể nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Đừng nói là mấy cái, mấy trăm cái ta đều đáp ứng, nghe được sở phàm đáp ứng chính mình, hồ đào liên tục gật đầu. Sở phàm vương một ngón tay nói. Thứ nhất, đi địa tinh ngươi nhất định phải nghe ta. Hồ đào vội vàng vương ra ba ngón tay, thề nói. Yên tâm yên tâm, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Sở phàm vương hai ngón tay, nói tiếp. Thứ hai, ngươi không thể đi khắp nơi đẩy mạnh tiêu thụ không thể tùy tiện kéo người liền nói lời kỳ quái an tâm an tâm hồ đào ta hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhất hồ đào không kiên nhẫn phất phất tay đối với những lời này sở phàm đó là một trăm cái không tin còn có sao còn có sao vì đi tới địa tin hồ đào có thể nói là tương đối tích cực về phần cái này thứ ba nha sở phàm sờ sờ cầm của mình tạm thời không nghĩ tới về sau lại nói nghe vậy hồ đào nghiêng đầu nói cho nên chúng ta hiện tại có thể đi địa tinh sao sở phàm cảm giác có chút không thỏa đáng nhưng đáp ứng cũng không dễ đổi ý vì vậy ông hét lên hệ thống bắt đầu bá một hồi bạch quan hiện lên hai người liền xuất hiện ở sở phàm trong nhà trọ đinh chúc mừng chủ ký sinh thành công mời hồ đào chúc mừng chủ ký sinh thức tỉnh hỏa nguyên tố lực. Tinh cấp bình định. Phần thưởng. Điểm tích lũy y năm khen thưởng. Thể chất tăng cường hoặc ngoại trừ trong cơ thể đang bắt đầu khởi động hỏa nguyên tố lực ở ngoài, sở phàm rõ ràng cảm nhận được thể chất của mình tăng cường quá nhiều. Hắn cảm giác mình hiện tại một quyền có thể đánh chết một con trâu. Sớm đổi thành như vậy thể chất, vừa rồi cũng sẽ không bị hồ đào cho đụng ngất đi. Đúng vậy, Điểm tích lũy này cho cũng quá khó coi. Bất quá so với mời lăng hoa, mời hồ đào đơn giản hơn nhiều, cơ bản không tốn khí lực gì. Hả? Bản đường chủ như thế nào cảm giác cả người khô nóng, lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Cùng lúc đó, Hồ Đào cũng nhận ra sự thay đổi của cơ thể mình. Sở Phàm đắc chí nói: "Đây đương nhiên là công lao của ta." Ai nha, vậy thì cảm ơn nha cho dù là lực lượng chiếm được tăng trưởng hồ đào nhưng cũng không có quá để ở trong lòng mà là lập tức quan sát lên sở phàm phòng ở trong mắt tràn ngập tò mò qua wow, sở phàm nhà của ngươi thật lớn nha hơn nữa cùng liên nguyệt phong cách hoàn toàn không giống nhau đâu hồ đào giống như là một cái vui sướng tiểu tinh linh thăm dò lên sở phàm phòng khách sở phàm sở phàm đây là cái gì vậy sao lại bò trên mặt đất nàng chỉ hướng mặt đất sở phàm theo ánh mắt nhìn lại, phát hiện là quét rác người máy bắt đầu công tác. Đây là robot quét rác, có nó, sẽ không cần tự mình quét dọn. Hồ Đào nhảy nhóc đi tới quét rác người máy trước mặt, nghiên cứu lên. Không tồi không tồi, ta cảm thấy vãng sinh đường rất cần thứ này. Nói xong, cô lại đi tới phòng bếp, quan sát nồi cơm điện. Nàng suy tư một lát sau nói. Sở phàm, đây có phải là hũ cho cốt cỡ lớn hay không? phốc. Mới vừa uống xong một ngụm nước sở phàm trực tiếp đem nước phun ra. Cái đầu óc hồ đào này thật sự là làm người ta đoán không ra, nồi cơm điện sao lại thành hũ cho cốt cỡ lớn. Đó là dùng để nấu cơm. Sở phàm sợ hãi hồ đào lại hỏi ra cái gì vấn đề kỳ quái, liền đem hồ đào cho mang tới 555 phòng. Sở dĩ để cho hồ đào ở chỗ này, sở phàm là có khắc sâu ý nghĩ. Hồ đào âm ý như vậy, nếu để cho cô ở lầu 6 mình tuyệt đối sẽ không sống yên ổn. Mà ở tầng 5, xảy ra chuyện cũng thuận tiện tự mình đi xử lý. Ghi dấu vân tay vào, âm thanh hệ thống nổi lên. Số 555 khách trọ trói định thành công. Hồ Đào Nghe xong sở phàm đại khái giới thiệu về sau, Hồ Đào gật đầu nói. Nói như vậy, từ nay về sau ta không chỉ có là của ngươi khách trọ, hơn nữa nghĩ đến liền có thể tới, đúng không? Đúng vậy, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng quên ước định của chúng ta, sợ hồ đào vênh váo, sợ phàm còn bổ sung một câu. Hồ đào nhảy nhóc nói. Yên tâm đi, không phải là cái này và cái kia sao? Sợ phàm. Không ngờ ngươi căn bản là không nghe lọt A à Uy. Hồ đào cũng mặc kệ sở phàm nghĩ như thế nào, nàng chọn cái phòng sau, liền nằm ở 2 mét dài trên giường lớn. Giường thật thoải mái nha, sở phàm, muốn hay không cùng nhau nằm một lát. Nói xong, nàng còn vỗ vỗ đệm mềm mại. Sở phàm đỏ mặt, nghiêm khắc cự tuyệt. Quên đi, tôi không nằm nữa. Ha, không thể tưởng được ngươi còn rất ngại ngùng nha, bổn đường chủ ta còn không có thẹn thùng đâu. Hồ đào từ trên giường ngồi dậy, cười nhạo sở phàm một phen. Sở phàm nhất thời cảm thấy lòng tự trọng của nam nhân mình bị áp chế. Đây là cái gì, chẳng lẽ cũng là người mấy gì? Không đợi sở phàm phát tác, Hồ Đào lại chỉ vào máy tính trong phòng. Hệ thống có thể nói là tương đối nhân tính hóa, bởi vì trong mỗi phòng đều có một cái máy tính. "Từng, đại khái là thuận tiện chơi nguyên thần đi." Sở Phàm mở máy tính ra, thuận tiện khởi động nguyên thần. Sau khi Hồ Đào nhìn thấy mình giống nhau như đúc, quả nhiên là tương đối khiếp sợ. Không thể tưởng được trên thế giới này có một trò chơi như vậy, địa tinh thật sự là rất thú vị. Dưới sự dạy dỗ của Sở Phàm, Hồ Đào rất nhanh liền nắm giữ cách chơi cơ bản. Sau đó, sau đó nàng liền bị nguyên thần cho mê hoặc. Nhất là cái loại cảm giác mình thao túng mình, thật sự là làm người ta mê muội. Hả? Lại còn có chung ly. Cái gì, lão đồ cổ này có lá trắng mạnh nhất nguyên thần. Không công bằng không công bằng, dựa vào cái gì chung ly nguyên tố bộc phát đẹp trai hơn bản đường chủ. Hồ Đào vừa chơi nguyên thần vừa chăm chọc, nghiễm nhiên quên mất chuyện mình muốn mở chi nhánh. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.